trực tiếp hiệp một câu lạc bộ Đà Nẵng 2-0 Hà Nội, Duy Mạnh khiến ngoại binh chấn thương. Câu lạc bộ Hà Nội lỡ cơ hội lên đầu bảng sau trận hòa Nam Định. Hùng Dũng cùng đồng đội bị chủ nhà Nam Định cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 3 vôn, League 2022 tối 26 tháng 6 dù có bàn mở tỷ số ở phút 68 do công của Silady. Huấn luyện viên Chun tỏ rõ sự thất vọng khi không thể giành 3 điểm trước Nam Định dù thi đấu trên chân. Câu lạc bộ Hà Nội dẫn trước ở phút 68 với pha lập công của Vladimir Silady, nhưng bị đội chủ nhà san bằng cách biệt sau 10 phút với bàn thắng của Marcio de Oliveira Marque. Huấn luyện viên người Hàn Quốc bần thần một lúc sau tiếng còi mãn cuộc. Huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội, tôi xin lỗi vì thay người không tốt. Tôi xin lỗi khi thay người không tốt, nên đội không thể giành kết quả tốt hơn. Khi đội đang dẫn trước, quyết định thay người của tôi đã hơi vội vàng, huấn luyện viên Chun Jae-ho trả lời câu hỏi của Dinh sau trận đấu. Huấn luyện viên trưởng Chun Jae-ho nhận trách nhiệm khi câu lạc bộ Hà Nội bị Nam Định cầm hòa 1-1 trên sân Thiên Trường tối 26 tháng 6. Danh sách cầu thủ ra sân của câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Bình, Võ Hoàng Quán, Đặng Anh Tuấn, Ichiro Daro, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Nhật, Phạm Nguyên Sa, Lâm Anh Quang. Trận đấu bắt đầu. Sau tiếng còi của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, chủ nhà Đà Nẵng trong trang phục áo cam, quần đen giao bóng. Chủ nhà Đà Nẵng mở tỷ số. Vào, Văn Công Băng ra đấm bóng không chính xác sau quả tạt của đội chủ nhà. Phạm Đình Duy trước cơ hội ghi bàn vào lưới trống ở ngay phút thứ 6. Nguy hiểm, phút thứ 7, chủ nhà tiếp tục có cơ hội từ một quả tạt bên cánh trái. Công Nhật đưa được bóng đến vị trí của Ichiro Daro, nhưng ngoại binh này lại dứt điểm chạy cột. Duy Mạnh vào bóng quyết liệt. Duy Mạnh va chạm với Ichiro Daro ở phút 15. Trọng tài chính xác định đây là một tình huống tắc bóng hợp lệ và cho trận đấu tiếp tục. Đặng Anh Tuấn của chủ nhà phản ứng mạnh và phải nhận thẻ vàng. Ngoại binh khóc khi phải rời sân. Ichiro Daro không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Kone Siriki. Đội khách chơi bế tắc. 2/3 thời gian hiệp 1 đã trôi qua, câu lạc bộ Hà Nội chưa có nổi một tình huống lên bóng đáng chú ý. Silady, chân sút nhận nhiều kỳ vọng đang mất hút trước hàng thủ áo cam. Không có phạt đền cho chủ nhà. Phút 40, Duy Mạnh tiếp tục gây chú ý với một pha va chạm với Đình Duy trong vùng cấm. Trọng tài một lần nữa xác định trung vệ của tuyển Việt Nam không có lỗi. Câu lạc bộ Đà Nẵng phòng ngự chặt chẽ và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những pha lên bóng bên cánh trái. Chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0. Vào, Văn Long nhận bóng từ sát vùng cấm ở phút 42. Anh thoải mái căn chỉnh rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật khiến hàng thủ câu lạc bộ Hà Nội chỉ còn biết nhìn bóng đi vào lưới. Hết hiệp 1, câu lạc bộ Đà Nẵng chơi tốt hơn và xứng đáng có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.